cho cháu chụp cái bánh rán. Ơi, mua hộ bà bánh đấy, bánh ngon lắm đấy. Cho cháu chụp cái. Cái mặn hay ngọt hả chú? Cả hai đi ạ. Mầm ơi Mầm, đằng kia có ăn đồ chơi đẹp kìa, bố các mình đi mua đi. Đồ chơi bên kia cơ, bố nhầm, đi sang bên này mua đồ chơi nhá. Mà lại là thật. Nó mà còn sống nó phải về với mẹ nó chứ. Ôi, sao hoang thế? Mua cả con gà cơ hả con? Vâng, mẹ con mình này nhá, phải chán hết con gà này. Thế nó mới đã mẹ. Có chuyện gì vui thế? Nói cho mẹ nghe xem nào. Con bảo với mẹ một tin nhá. Con gom đủ tiền trả nợ rồi. Con vừa nói cái gì? Có thật không hả con? Tả xong hết rồi ạ. Thảo nào, hình như mẹ nhìn thấy nó. Hay là nó về hả con? Sơn ơi, con yên lòng ở dưới suối vàng con nhá. Nợ trần gian, vợ con đã già hết rồi. Ở dưới đây, con phù hộ độ trì cho cái Luyến nó khỏe mạnh con nhá. Ôi, bà lại thế rồi. Mình đang có chuyện vui mà. Ừ, mẹ cũng chỉ muốn báo tin cho nó mừng thôi. Vâng. Thế là giờ hai mẹ con nhà mình không phải tích cóp gì nữa con nhỉ? Đúng rồi. Mẹ ơi, giờ mẹ cứ thoải mái nhá. Ừ. Không phải lo lắng cái gì cả. Ừ. Nợ nần mình giả xong hết rồi mà. Cuộc đời mẹ con mình sang trang mới rồi. Con mời mẹ. Ừ, mẹ xin. Mẹ ăn đi. Sao có mỗi con gà mà nhiều mề thế hả con? Gà con mua nhà anh Lễ đây. Cái ông Lễ buồn cười thật ấy. Đã bảo ông lấy rồi, đút đút dưới dưới vào tay ấy. Con lại phải cầm về. Mẹ thấy bảo là cái cô vợ cũng ghê gớm lắm, cho nên con phải cẩn thận, không có ai mang tiếng đấy con ạ. Con biết rồi. Mẹ ăn đi. Con vất vả với gia đình mẹ quá nhiều rồi. Mẹ biết ơn con lắm, nhưng giờ con cũng phải nghĩ đến chuyện riêng của con đi chứ. Đi ý mẹ là con đi lấy chồng à? Thế mẹ ở với ai? Con không lấy chồng đâu. Con ở với mẹ thôi. Thế mẹ chết rồi thì mẹ ở với ai? Con phải tìm lấy người đàn ông tử tế mà nương tựa chứ. Cứ mãi như thế này không được đâu con ơi. Con biết rồi. Mẹ, con tính rồi. Hai mẹ con mình cố gắng gom góp đủ tiền thì mình mua một mảnh vườn nhỏ ở quê, rồi hai mẹ con mình sống nương tựa ở nhau.
Con thấy thế là đủ rồi, chả cần gì cả. Mẹ ăn đi. Ăn đi, tí con còn về quê nữa. Ừ, mẹ ăn đây. Dạ. Mà con về quê làm gì? Thì con về con giả nợ cho người ta. Thế bảo bây giờ giả tiền qua ngân hàng hay qua cái gì cũng được cơ mà. Thì cũng được, nhưng mà con muốn về tận nơi để cảm ơn chị Hường. 5 năm chị cho mẹ con mình vay trả góp chả lấy đồng lãi nào cả. Con biết ơn chị lắm. Thế con nói với chị ấy là mẹ già yếu rồi, mẹ không về được, nhưng mẹ biết ơn chị ấy lắm. Thế mà lúc nào xong việc thì con nhớ. Con biết rồi, con phải qua thăm mộ chồng con để con báo với anh ấy. Cho anh yên lòng mẹ. Thôi mẹ ăn đi. Mẹ ăn đi. Ừ, mẹ ăn đây.